Chân Mệnh Đế Tiên, tập 231. Sức mạnh tiên luân nhãn của sư tôn sao? Hồng Trần Tuyết trầm tư. Sau 3 tới 5 giây, bà ta mới lên tiếng. Tiên luân nhãn của người có sức mạnh phong ấn vả lại là một loại cấm thuật phong ấn cực mạnh. Một thái thượng lão tổ của Thị Huyết Điện từng trúng và bị sư tôn phong cấm tới chết. Khả năng phong ấn tiên luân thiên cấm sao? Diệp Đào trầm ngâm. Ngoài ra đó còn là hoan thuật cực mạnh. Diệp Hồng Trần Tuyết nói tiếp. Người có biết sự tồn tại của sư tôn không bao giờ nhìn vào mắt người, vì có thể sẽ bị sư tôn kéo vào huyễn cảnh hư vô bất cứ lúc nào. Từng có một lão tổ của một thế gia trúng huyễn thuật của sư tôn, cứ thế bị nhốt 3 năm, đợi tới khi tỉnh lại thì tu vi đã tiêu tan. Tiên luân thiên hoan. Diệp Hào nheo mắt. Sau 3 tới 5 giây, anh mới nhìn Hồng Trần Tuyết. Có phải sư tôn của người biết rất nhiều bí thuật hay không? Đương nhiên rồi, Hồng Trần Tuyết nói chắc nịch, vẻ mặt tôn kính. Trong ký ức của ta, sư tôn không có gì không biết. Chỉ cần người có thể nghĩ được những gì thì người đều có thể nghĩ được và đều biết cả. Nói tới đây, bà ta lại nhìn Diệp Đào bằng ánh mắt đầy hứng thú. Về điểm này thì ngươi và sư tôn rất giống nhau. Khả năng của ngươi nghịch thiên, khả năng của người nghịch thiên, nhưng thần thông của người khác thì người chỉ cần nhìn là học được. Vừa nghe vậy, Diệp Đại Hào lại càng nheo mắt. Trong đôi mắt anh lướt qua ánh sáng. Sức mạnh mà Hồng Trần Tuyết nói chẳng phải là khả năng phục chế và diễn tiến của lục đạo tiên luân nhãn hay sao? Trong giây phút này, Diệp Đại Hào đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Đó chính là mắt trái của anh và mắt phải của Hồng Trần là một đôi, nhưng thời gian lại không khớp nhau. Mắt trái của anh lấy từ Khương Thái Hư, mắt phải của Khương Thái Hư bị đoạt đi 5.000 năm rồi, mà lúc này thì Hồng Trần còn chưa sinh ra, khoảng cách chênh lệch vài nghìn năm. Đợi đã, Diệp Đào như nghĩ ra điều gì. Tiên luân nhãn của Hồng Trần tiền bối không phải được truyền từ người đã đoạt đi mắt phải của Khương Thái Hư chứ? Trong chốc lát, Diệp Đào nhận ra suy đoán này rất hợp lý. Nếu như vậy thì mọi thứ về cơ bản đều đã thông. Nếu như vậy thì mắt trái của anh và mắt phải của Hồng Trần có lẽ là đôi lục đạo tiên luân nhãn của Khương Thái Hư. Ta, không phải ta đã khám phá ra được bí mật kinh thiên động địa đó chứ? Diệp Đại Hào nghĩ rồi khuôn mặt thay đổi rõ rệt. Những năm cuối đời của sư tôn rất kỳ lạ. Ở một bên, Hồng Trần Tuyết tiếp tục nói. Người luôn nói một mình, lẩm bẩm liên tục, chốc chốc lại vào trạng thái mất trí nhớ. Có lúc đến ta và các sư huynh mà người cũng không nhận ra. Còn gì nữa không ạ? Diệp Đế Hào nhìn Hồng Trần Tuyết chăm chú. Còn về chuyện mà người lẩm bẩm thì anh từng nghe Trung Giang nói. Nhưng nhìn vẻ mặt của Hồng Trần Tuyết thì bà ta có vẻ biết nhiều hơn Trung Giang. Nhược Hy. Hồng Trần Tuyết nói ra hai từ. Ồ không đúng, nói chính xác hơn là tên của một người. Nhược Hy sao? Diệp Đế Hào nhíu mày nhìn Hồng Trần Tuyết hỏi thăm dò. Đó là ai chứ? Không biết. Nghe Diệp Đế Hào hỏi vậy, Hồng Trần Tuyết lại khẽ nhắc đầu. Năm xưa, sư tôn của ta rất thích ngủ. Khi ngủ say, người thường nằm mơ và hay nói cái tên này. Nhưng sau khi tỉnh dậy thì lại tỏ ra không hề hay biết. Tiền bối chưa từng điều tra việc này hay sao? Diệp Đế Hào hỏi dò. Ta từng điều tra rồi. Hồng Trần Tuyết khẽ gật đầu. Người cùng tên cùng họ cũng có. Người cùng tên không cùng họ, ta tìm được không dưới 1.000 người. Trong đó có tu sĩ, cũng có người phàm, có người già, cũng có trẻ nhỏ, nhưng ta không biết điều tra những gì. Theo con thấy thì đó có lẽ là một nữ nhân. Diệp Đào xoa cằm. 80% là tình nhân của sư tôn rồi. Ngươi đừng anh nói hàm hồ, sư tôn của ta sẽ không bao giờ có tình nhân gì cả. Chưa biết được đâu. Diệp Đào mỉm cười. Một người giỏi như vậy thì người ái mộ có mà xếp dài từ Bắc tới Nam, nhất định cũng phải có lấy một hai hồng nhan tri kỷ chứ. Ngươi bớt nói mấy lời đó về sư tôn của ta đi. Hồng Trần Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Đại Hào. Sư tôn của ta không giống người. Nghe người nói kìa. Diệp Đại Hào ho hắn. Con cũng là chính nhân quân tử, chưa bao giờ biết hái hoa bắt bướm đâu. Nghe Diệp Đại Hào nói câu này, Hồng Trần Tuyết lại nhìn anh từ đầu tới chân. Ánh mắt đó như thể đang nhìn một tên ngốc. Sư tôn của ta không đê tiện như ngươi, đến cả người thương trước kia mà cũng bắt trói, đúng là mặt dày. Người không thể nói như vậy, ra ngoài rất dễ bị đánh đấy. Hồng Trần Tuyết vẫn thản nhiên, chẳng buồn quan tâm tới mấy lời nói lảm nhảm đó của Diệp Đế Hào. Bà ta cứ thế quay người biến mất trong địa cung. Vừa ra khỏi địa cung,
Diệp Đào liền trông thấy nhóm người Tư Đồ Nam, Đạ Vân và Hùng Nhị. Bọn họ cười nói rôm rã, vả là tên nào tên nấy còn mặc áo giáp, đến cả Nam Cung Nguyệt, Dạ Như Tuyết và Tiêu Tương cũng vậy. Buồn cười nhất vẫn là tên béo Hùng Nhị, trên đầu còn có một cái mũ sắt bóng loáng, nhìn thế nào cũng trông vô cùng bắt mắt. Ai ô, sắp ra chiến trường đây mà. Diệp Đào tặc lưỡi, đương nhiên rồi, lão tử đợi ngày này lâu lắm rồi. Tư Đồ Nam vươn mình thoải mái, ban đầu ra khỏi Hàng Nhạc Tông thế nào thì giờ ta phải sát phạt quay về như thế. Mai phục lâu như vậy, chúng ta cũng đã đến lúc quay trở về rồi. Liễu Dật mỉm cười nói, vậy mà người phải chú ý một chút, lần này không phải là nói chơi đâu. Thấy tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng, Diệp Đào vẫn phải nhắc nhở một câu, yên tâm, chúng ta tự có tính toán. Tạ Vân chép miệng cười, tên thiện nhân Khổng Tào kia, đêm qua ta còn nằm mơ thấy hắn nữa, lần này quay về nhất định phải xử lý hắn mới được. Hồng Nhị nghiến răng rít lên, Diệp sư đệ, nghe nói đệ công khai khiêu chiến với Doãn Chí Bình sao? Nam Cung Nguyệt lo lắng nhìn Diệp Đại Hào. Tùy cơ ứng biến thôi, Diệp Đại Hào cười nói. Mặc dù anh cười có vẻ thoải mái, nhưng mọi người vẫn bất giác hít vào một hơi thật sâu. So với Diệp Đại Hào thì nhiệm vụ của bọn họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nên biết rằng người mà Diệp Đại Hào đối đầu không chỉ là Doãn Chí Bình mà còn là kẻ mạnh của Tam Tông. Yên tâm đi, ta sẽ đưa Doãn Chí Bình còn sống trở về. Diệp Đại Hào lại lần nữa mỉm cười. Hắn hại ta thảm như thế nào, ta không thể để hắn xuống hoàng tuyền dễ như vậy được. Cho dù thế nào thì vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ta hiểu rồi. Vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở Hàng Nhạc Tông. Mọi người quay đi, thông qua truyền tống trận của thành cổ Thiên Thu, đi về phía chiến phân điện của Hàng Nhạc Tông. Bọn họ muốn sát phạt vào Hàng Nhạc Tông thông qua chiến phân điện. Sau khi tất cả rời đi, Diệp Đại Hào mới thở ra một hơi thật sâu. Anh tìm một nơi có linh khí dày đặc, khoanh chân, ngồi xuống. Không lâu sau đó, anh liền nhắm mắt lại. Rắc rắc. Không lâu sau đó, bên trong cơ thể anh vang lên tiếng xương cốt va chạm vào nhau. Man hoang điện thể nhanh chóng được vận chuyển. Rắc rắc. Sau đó, tiếng lôi điện xẹt qua. Man hoang điện hồn đồng thời được vận chuyển. Tiếp tới, linh khí của đất trời di chuyển, lần lượt ngưng tụ về phía anh, hình thành nên vòng xoáy linh khí rộng cả hàng nghìn trượng. Còn anh ở chính giữa vòng xoáy linh khí, hút trọn linh khí của đất trời. Phía bên này, chín phần phân thân bên trong thế giới ngầm của Chính Nhân Tông đều đang xoay vòng. Chúng điên cuồng hấp thu tinh nguyên đại địa, sau đó thông qua mối liên hệ giữa chín phần phân thân và bản thể truyền về cho Diệp Đế Hào. Ở cấm địa hoang mạc, chín phần phân thân của Diệp Đế Hào cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi hấp thu sức mạnh của các vì sao thì lần lượt truyền về cho bản thể. Ngay lúc này, toàn thân Diệp Đại Hào khí huyết sục sôi, giống như ngọn lửa rực cháy. Mái tóc đen của anh tung bay theo gió. Các loại dị tượng huyền diệu đồng thời xuất hiện, giao hòa với nhau, tạo thành cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Hiện giờ, anh đang trong thời gian cấp bách. Nếu có thể thì anh muốn đột phá tới cảnh giới không minh, tầng thứ hai. Thời gian dần trôi, cổ thành Thiên Thu vô cùng yên tĩnh. Những người ở đây, mỗi người một việc. Tại chiến phân điện của Hàng Nhạc Tông, sau khi đại quân của Viêm Hoàng tập kết xong thì đang đợi lệnh xuất phát bất cứ lúc nào. Chỉ đợi phía tông môn Hàng Nhạc Tông mở hư không đại trận thì sẽ lập tức sát phạt vào bên trong. Lúc này phía Thiên Tông Lão Tổ cũng đã tới gần Hàng Nhạc Tông. Bọn họ đều trà trộn vào Hàng Nhạc Tông bằng thân phận khác nhau. Khi mai phục, mỗi người đều nhắm vào mục tiêu mà mình đã được phân công. Mọi thứ đều diễn ra có trình tự. Là nhân vật chính, bây giờ Diệp Đế Hào lại như nhàn rỗi nhất, anh chìm vào trong trạng thái nhập định, cả cơ thể như hôn mê. Trên không trung vang lên âm thanh này, tâm cảnh của Diệp Đế Hào như bị cuốn vào một khu vực không biết tên. Chỉ biết rằng đó là một bầu trời mênh mông vô tận, từng vì sao sáng lấp lánh, trông như những hạt cát nhỏ giữa bầu trời sao mênh mông vô tận. Đây là nơi nào chứ? Diệp Đế Hào thẫn thờ nhìn vào hư không, rồi lại nhìn lên bầu trời. Tiên hư giới. Trong thần hải của anh chợt vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long. Nói gì thế chứ? Ta đã từng có ý thức giới của tiên luân, tiên lục đạo tiên luân nhãn, không phải như thế này mà. Đó là vì người đang biến hóa, nó cũng biến hóa theo. Thái Hư Cổ Long lên tiếng. Hoặc có thể nói hiện giờ thế giới mà ngươi ở mới là tiên hư giới hoàn chỉnh. Tiên hư giới hoàn chỉnh sao?
Diệp Đại Hào sững sờ. Ý của ngươi là tiên hư giới trước kia không hoàn chỉnh sao? Có thể hiểu như vậy, vì lục đạo tiên luân nhãn và cơ thể của ngươi cho tới giờ mới được coi là hòa hợp với nhau, do vậy mới hiện ra tiên hư giới hoàn chỉnh. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chứ? Nói vậy thì linh hồn của ta có thể ra vào tiên hư giới hay không? Diệp Đại Hào hỏi thăm dò. Đương nhiên rồi, Thái Hư Cổ Long nói chắc địch. Nó và cơ thể của ngươi đã hòa nhập với nhau rồi, nên linh hồn của ngươi đương nhiên có thể tự do ra vào. Lợi ích của nơi này không hề ít đâu. Lợi ích gì chứ? Diệp Đại Hào xoa tay cười nói, đôi mắt cũng chớp chớp liên tục. Lợi ích lớn nhất đó là linh hồn của ngươi có thể tu luyện bên trong linh tiên hư giới. Thái Hư Cổ Long nói, nếu như đủ duyên thì có lẽ có thể ngưng tụ ra nguyên thần cũng chưa biết chừng. Thật sao? Diệp Đại Hào sáng bừng hai mắt. Sự kỳ diệu của nó thì ngươi có thể tự lĩnh hội. Thái Hư Cổ Long không nói nhiều, cứ thế nhắm mắt. Trước khi nhắm mắt, nó còn không quên nhắc nhở. Ta thấy rằng ngươi đi một chuyến thì tốt hơn, vì một khi nhập định là mất 3 ngày, đám bằng hữu của kia của ngươi còn đang trơ mắt đợi ngươi đấy. 3 ngày sau, Diệp Đào sững sờ, anh vội quay người đi ra khỏi tiên hư giới. Vừa tỉnh lại, Diệp Đào đã nhìn thấy đôi mắt rực lửa, lại nhìn khuôn mặt cô ta. Đó chẳng phải là Hồng Trần Tuyết hay sao? Tỉnh rồi sao? Hồng Trần Tuyết nhìn Diệp Đại Hào bằng ánh mắt không mấy dễ chịu. Tỉnh rồi thì mau vào việc chính đi, tất cả đang đợi ngươi đó. Con hiểu, hiểu rồi. Diệp Đại Hào cười gượng gạo, anh quay người biến mất, cứ thế bước vào truyền thống trận. Không biết mất bao lâu, một âm thanh vang vọng khắp Nam Sở. Doãn Chí Bình, Loạn Cổ Thương Quyên, Tần Vũ ta, chiến với ngươi. Chết tiệt. Đêm khuya tĩnh lặng vì một câu vang vọng của Diệp Đại Hào mà đột nhiên trở nên huyên náo. Nam Sở mới yên bình chưa được mấy hôm cũng đã lập tức bùng nổ. Tần Vũ còn sống sao? Rất nhiều người đã hiện thân từ trong động phủ, ngửa đầu nhìn lên hư không. Sao có thể chứ? Ta đã tận mắt nhìn thấy hắn bị lôi kiếp đánh thành tro đi mà. Hơn 30 cảnh giới chuẩn thiên, hơn 1000 cảnh giới không minh, còn có thần phạt xưa nay chưa từng có mà cũng không giết được hắn. Có cần phải lợi hại như vậy hay không? Không ngờ hắn vẫn còn chưa chết. Sau khi nghe những lời này, Thanh Minh Tông lập tức trở nên náo loạn. Đi xem đi, biết đâu lại là kẻ giả mạo. 9 bóng người lần lượt bay ra khỏi Hàng Nhạc Tông. Khí thế của ai cũng mạnh mẽ. Ai cũng là cảnh giới chuẩn thiên, hàng thật giá thật. Có thật hay không, đi xem là biết. Trong Chứng Nhân Tông cũng có 9 người bay ra. Tu vi của ai cũng đều ở cảnh giới chuẩn thiên. Nếu thực sự là Tần Vũ thì lần này không được để hắn trốn thoát nữa. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Một bóng dáng xinh đẹp đi theo phía sau. Sau khi bước vào hư không, liền cải trang thành nam nhân. Bóng dáng này không cần nói cũng biết, chính là Cơ Tuyết Băng. Ngọc Tỷ, Tỷ Tỷ đưa muội ra ngoài thư giãn. Ở Thượng Quan Thế Gia, Thượng Quan Hàn Nguyệt kéo Thượng Quan Ngọc Nhi bay ra khỏi thiên thành Đông Nhạc. Thư giãn cái gì, Tỷ đi gặp người trong lòng thì có. Thượng Quan Ngọc Nhi không khỏi nở nụ cười. Muội thực sự rất tò mò, rốt cục người như thế nào mới có thể thu hút được Tỷ Tỷ. Ai da Ngọc Nhi. Hai má Thượng Quan Hàn Nguyệt ửng hồng, cô ta lao nhanh về phía trước. Ơ kìa, lão tử vừa về đã gặp được màn kịch hay như thế này sao? Trong Vạn Hoa Cốc, lão già Gia Cát Vũ vừa ngồi xuống ghế đã nhảy dựng lên, sau đó nhìn Phục Linh ở nơi không xa. Nàng có muốn đi xem không? Màn quyết đấu đỉnh phong của thế hệ trẻ đương nhiên không thể bỏ lỡ. Phục Linh cười nhẹ rồi bước vào hư không, sau đó lão già Gia Cát Vũ cũng lao theo. Thượng nhân, lại là Tần Vũ. Trong bảo điện, một nhóm người nhìn một người mặc áo đạo sĩ. Người đó từ phong thái đến cốt cách đều uy nghiêm. Nếu nhìn kỹ lại thì chẳng phải chính là Linh Chân Thượng Nhân hay sao? Đi xem đi. Linh Chân Thượng Nhân phất áo choàng bước vào hư không, rồi lao vút đi như một đạo thần hồng. Tự tìm cái chết. Trong đại điện Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình đột nhiên đứng bật dậy, khóe miệng nở nụ cười chế giễu, trong mắt đầy vẻ hung tợn. Bình tĩnh, đừng nóng vội, điều tra kỹ càng rồi tính tiếp. Thông Huyền Chân Nhân ở bên cạnh trầm giọng nói, khả năng là có kẻ mạo danh Tần Vũ. Còn làm gì nữa, sao vẫn chưa đi? Lúc này Cổ Tam Thông ẩn mình trong một ngọn núi nhỏ, đang liếc mắt nhìn về phía đại điện của Hằng Nhạc Tông. Hình dáng lúc này của ông ta là một đệ tử bình thường với khuôn mặt đại trà, đứng trong đám đông hầu như không có gì đặc biệt, nhưng khả năng ẩn thân của ông ta khá tốt.
Phía Thiên Tông lão tổ cũng vậy, người thì biến thành trưởng lão, người thì biến thành đệ tử, phân bố ở mọi ngóc ngách của hàng nhạc. Tuy nhiên, một điều có thể khẳng định là vị trí của bọn họ đều rất gần với mục tiêu. Như vậy có thể nhanh chóng kiểm soát mục tiêu khi hành động, tránh xảy ra nhiều biến cố không đáng có. Một đêm tĩnh mịch nhưng không hề yên bình. Nhìn từ hư không xuống, đâu đâu cũng là thần hồng lao nhanh. Người từ muôn phương kéo đến như những dòng suối hội tụ về phía loạn cổ Thương Nguyên. Sao? Tần Vũ còn sống sao? Cái gì? Tần Vũ muốn thách đấu với Doãn Chí Bình sao? Hai tin này như mọc thêm cánh, truyền từ Nam Sở đến Bắc Sở, rồi lại từ Bắc Sở truyền khắp Đại Sở. Đúng là tên súc sinh, đánh thế nào cũng không chết. Tiếng cảm thán, tiếng tặc lưỡi, tiếng hồ sợ hãi tạo thành từng làn sóng thủy triều hết đợt này đến đợt khác, quét qua toàn bộ Đại Sở. Số 2 Phong Vân và số 1 Phong Vân, trận chiến có 102 này có lý gì lại không đi chứ? Lập tức có người khởi hành, Bắc Sở yên bình cũng sục sôi theo, truyền tống trận liên tục hoạt động, phát ra ánh sáng rực rỡ. Độc Cô thúc thúc. Trong sân cốc, Bích Du nhìn Độc Cô Ngạo với vẻ đầy chờ mong. Bích Du hình như đâu đi Độc Cô Ngạo ta? Bích Du là của Gia Cát Vũ, còn Tần Vũ mới là đệ tử của Độc Cô Ngạo chứ ta? Sao chuyện viết kỳ vậy? Đi xem đi. Biết không ngăn được Bích Du, Độc Cô Ngạo lập tức đứng dậy, phất tay áo, dẫn Bích Du biến mất ở sân cốc. À, Độc Cô Ngạo cũng muốn bảo vệ Bích Du. Xem ra hắn sắp công khai thân phận rồi. Trong một khu sơn lâm, Thái Ất chân nhân khẽ vuốt râu, nhìn về phía Nam Sở. Ông nhiều lời làm gì, đi thôi. Ngô Tam Pháo ở bên cạnh đã xuất phi kiếm ra, sau đó Thái Ất chân nhân cũng lao vút theo như một đạo thần hồng, lần này sẽ náo nhiệt hơn những lần trước đó. Hắn vẫn còn sống sao? Hào Thiên Thế Gia ở Bắc Chấn Thương Nguyên, sau khi nghe tin, Hào Thiên Thiên Nguyệt chợt đứng lên, vẻ mặt thất vọng chợt lấy lại thần thái trước đây. Phụ thân. Hào Thiên Thiên Nguyệt vội nhìn vàng nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hy vọng. Ta đi với con. Hào Thiên Huyền Chấn cười dịu dàng. Sao ông ta không nhìn ra được tâm tư của nữ nhi bảo bối nhà mình chứ? Là một tiền bối, ông rất cảm thán trước thực lực và tính cách của Tần Vũ. Là một phụ thân, nếu tìm được một người con rể như vậy cũng là chuyện tốt. Đừng ai ngăn cản ta, ta muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn. Trên hư không, bốn đạo thần hồng thần tốc xẹt qua bầu trời, chỉ để lại tiếng hô cộc cằn. Bốn người này chẳng phải chính là Trần Vân Vân, thiếu thành chủ của Chú Kiếm Thành, Từ Nặc Nghiên, thánh nữ Thất Tịch Cung, Lý Chương, thiếu chủ của Bắc Hải Thế Gia, và Vi Vân Trác, thiếu chủ của Huyền Thiên Thế Gia hay sao? Lạc Hy, người đã mất rồi nên nghĩ thoáng ra con à. Trong đan phủ của Đan Thành, Đan Nhất nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Hy. Đi thôi, Gia Gia đưa con ra ngoài giải khuây. Con không đi. Lạc Hy vẫn nằm bò trên lan can, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc, vô cùng tiều tụy. Nói đến người vừa mất, đôi mắt to của cô lại đẫm lệ. Trong tầm mắt mờ ảo hiện lên một thanh niên đeo mặt nạ quỷ minh, tên là Diệp Đế Hào. Sư tỷ đi cùng muội, đi nào. Huyền nữ bước tới kéo Lạc Hy đi, không phải là đi xem náo nhiệt, mà chủ yếu là dẫn Lạc Hy ra ngoài hít thở không khí. Từ khi Diệp Đế Hào chết đi, cô nhóc này liền không ra khỏi cửa, không bí bách thành bệnh mới lạ. Hay à, đằng sau họ Đan Thần và Đan Nhất đều khẽ thở dài, sau đó cũng đi theo. Hầu như mỗi tòa thành cổ ở Đại Sở đều phát ra tiếng như thế này, đó chính là tiếng truyền tống trận dịch chuyển. Hết cách rồi, bởi vì thực sự có quá nhiều người, hễ nghe được tin là mọi người đều muốn đi xem người nổi tiếng nhất trong mấy ngày nay, đi xem rốt cuộc thanh niên đó là thần thánh phương nào. Đây là một vùng Thương Nguyên huyết sắc, Đại Sở gọi nó là Loạn Cổ Thương Nguyên. Thương Nguyên này có lai lịch rất lớn. Liên quân Đại Sở năm xưa do thần hoàng chỉ huy đã đánh trận quyết chiến với đại quân huyết tộc ở đây. Trận chiến đó cực kỳ tuyệt thế và khốc liệt, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhuộm Loạn Cổ Thương Nguyên thành một màu đỏ. Bùm rung uinh. Lúc này trên Loạn Cổ Thương Nguyên đầy ắp những tiếng nổ ầm ầm. Nhìn ra xa, trên trời dưới đất rợp bóng người chen chúc nhau ùn ùn kéo đến như biển người,
Có lẽ là khí thế của họ nối liền với nhau tạo ra áp lực quá lớn, khiến cho hư không bị chèn ép phát ra tiếng nổ vang dội. Hơn nữa, theo thời gian dần trôi, mỗi giây đều có người từ bốn phương tám hướng kéo tới gia nhập. Hầu như thế lực nào ở đại sở cũng phái người tới. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung vào khoảng không ở chính giữa loạn cổ thương nguyên. Ở đó có một người đang ngồi xếp bằng, cúi đầu lau đoạn đao. Hắn đeo mặt nạ quỷ minh, trên trán khắc chữ thù. Chữ thù đó lúc này vẫn còn đang rỉ máu, khiến người nhìn không khỏi bàng hoàng. Lão tử sống mấy trăm năm rồi mà không thấy hậu bối nào lợi hại như thế này. Nhìn Diệp Đào, rất nhiều tu sĩ lớn tuổi đều thở dài. Đánh thế nào cũng không chết, hắn là cái gì chứ? Mấy tháng trước hắn còn đứng thứ 99 bảng phong vân, bây giờ mới bao lâu đâu mà đã từ hạng 99 lên hạng 2. Đệ tử phong vân chết trong tay hắn đủ tạo thành một đại liên đội đấy. Cuối cùng ta cũng nhìn ra được, tên này không gây chuyện thì thôi, đã gây chuyện thì kinh thiên động địa. Mọi người tặc lưỡi cảm thán, gây ra tiếng vang từ Bắc Sở đến Nam Sở. Chẳng phải suốt chặng đường Diệp Đào đều giết người mà tới sao? Có chuyện nào hắn làm không kinh thiên động địa đâu? Sát thần phong vân đâu phải gọi cho vui chứ. Nhưng lá gan của tiểu tử này đúng là không nhỏ. Có người thốt lên, dám chạy tới đây khiêu khích như thế này, ba tông sẽ không tha cho hắn đâu. Đây gọi là dũng cảm, dũng cảm, người có hiểu hay không? Thánh chủ nghĩ hai người họ ai sẽ chiến thắng? Bên trong đại điện Thiên Huyền Môn, nhìn người đông nghìn nghịt trong màn nước, Phục Nhai mỉm cười nhìn Đông Hoàng Thái Tâm bên cạnh. Ai biết được. Đông Hoàng Thái Tâm vừa soi gương, vuốt tóc, vừa thản nhiên nói: nhưng tiểu tử này đã chơi ta một vố đau. Lão nương sống gần 1000 năm rồi, lần đầu tiên thua cược. Nếu không, sao bây giờ huyền thần vẫn đang ở Thiên Huyền Môn chứ? Bùng bùng huynh. Khi mọi người di chuyển, màn đêm cũng dần dần chào đón ánh bình minh. Ánh mặt trời ấm áp bắt đầu chiếu xuống mặt đất. Loạn cổ thương nguyên bây giờ đã trở nên cực kỳ náo nhiệt. Nhìn ra xa, bóng đen trên mặt đất giống như tấm thảm màu đen, còn bóng đen trên hư không thì giống như lớp màn màu đen bao phủ bầu trời. Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Đại Hào đang ngồi khoanh chân ở chính giữa không hư không, vẫn đang cúi đầu lau bá long đao, phớt lờ ánh nhìn từ mọi người. Linh Dân Thượng Nhân đến rồi. Lúc này không biết là ai hô lên như thế. Vừa nghe thấy cái tên này, Diệp Đại Hào đang lau bá long đao bất giác ngẩng đầu nhìn về một hướng. Anh nhìn thấy Linh Dân Thượng Nhân đang từ hư không phía xa đáp xuống. Ông ta vẫn tự cao tự đại như trước. Khi mọi người từ tứ phương chắp tay cúi đầu hành lễ, ông ta chỉ khẽ một tiếng. Cái gì là chính, cái gì là tà chứ? Không biết tại sao, khi nhìn Linh Chân Thượng Nhân, trong đầu Diệp Đào chợt vang lên câu nói này. Giờ phút này từng cảnh tượng ngày đó hiện lên trước mắt anh. Chính Linh Chân Thượng Nhân, kẻ tự cho mình là chính phái, ra vẻ trang nghiêm đạo mạo, dạy anh cách phân biệt chính đạo và tà đạo. Linh Chân, khi nào có thời gian, ta sẽ cùng ông thảo luận lại vấn đề chính tà một lần nữa. Đột nhiên trong mắt Diệp Đào lóe lên một tia lạnh lẽo. Trời ơi, người có đan thành kia. Ngay sau đó có tiếng hô ngạc nhiên vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Ai cũng tập trung vào đan thần đan thất đan nhất Huyền Nữ và Lạc Hy đang chậm chậm từ hư không đi đến. Đan thần đạo hữu, lâu ngày không gặp, dạo này có khỏe không? Rất nhiều vị tu sĩ già đã bắt đầu chắp tay chào hỏi. Đa tạ các vị đạo hữu vẫn nhớ. Đan thần nở nụ cười ôn hòa, sau đó chuyển ánh mắt nhìn sang Diệp Đại Hào. Tình cờ là Diệp Đại Hào cũng đang nhìn sang. Ánh mắt hai người giao nhau, Diệp Đại Hào thì không sao, nhưng Đan thần lại khẽ cau mày. Đó chính là Tần Vũ. Đan Nhất ở bên cạnh cũng nhìn Diệp Đại Hào như hai người, Huyền Nữ và Lạc Hy cũng thế. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Diệp Đại Hào, họ đều có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Người của người nhà thượng quan ở Đông Nhạc cũng đến rồi. Sau đó lại có tiếng hô vang, ánh mắt mọi người lại tập trung về một hướng. Ở đó có ba vị trưởng lão chậm chậm rãi bước ra, ai nấy khí thế hừng hực. Phía sau còn có thượng quan Hàn Nguyệt và thượng quan Ngọc Nhi. Hắn chính là Tần Vũ à? Vừa đứng lại, thượng quan Ngọc Nhi đã nóng lòng nhìn vào khoảng hư không chính giữa. Cô ta thực sự muốn biết anh hùng cái thế nào đã chiếm được trái tim tỷ tỷ nhà mình. Cũng như phía Đan Thần, sau khi nhìn thấy Diệp Đại Hào, cô cũng có một thoáng thất thần, nhất là khi ánh mắt giao nhau.
Một cảm giác quen thuộc khác thường chợt hiện lên khiến cô muốn ngăn cũng không ngăn được. Đó là người của Hạo Thiên Thế Gia ở Bắc Sở sao? Lại có người khác ngạc nhiên hô lên. Vừa nghe thấy tên gia tộc này, Diệp Đào không khỏi dời tầm mắt. Anh nhìn thấy mấy người đang từ từ đi về phía này. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hạo Thiên Huyền Chấn. Vẻ mặt anh có hơi phức tạp. Có tiếp chưa Huynh ơi? Chiều giờ ở ngoài đường lấy đâu mà có tiếp? Thế Trình. Giờ 5 giờ 17 rồi. Tới tay mọi người là cũng phải là hơn 7 giờ. Hay à, nhìn thấy phía Hạo Thiên Huyền Chấn, mọi người đều bất giác nhớ tới một người, Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Sau khi Hạo Thiên Huyền Chấn bước vào, ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị của ông dừng trên thân Linh Chân Thượng Nhân. Đó chính là kẻ ra vẻ trang nghiêm đạo mạo đã giết chết con trai ông. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hạo Thiên Huyền Chấn, ánh mắt của Linh Chân Thượng Nhân cũng trở nên lạnh như băng. Hai người đối đầu trong hư không như chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức, khiến bầu không khí kìm nén đến cực điểm. Ok, chẳng mấy chốc cuộc đối đầu lạnh như băng bị phá vỡ bởi một giọng nói. Linh Chân à, ta vừa tới đã nhìn thấy người ra oai khí thế đấy. Lời này vừa dứt, một ông lão thô kệch ngoái tai đi vào, bên cạnh còn có một nữ tử mặc đồ trắng tung bay. Hai người này chẳng phải là lão già Gia Cách Vũ và Phục Linh hay sao? Nhìn thấy lão già Gia Cách Vũ, Linh Chân Thượng Nhân lại khịt mũi lạnh lùng. Lão già Gia Cách Vũ chẳng quên quan tâm, chuyển ánh mắt nhìn sang Diệp Đế Hào.